tiên tri đổi đời. Đúng 2 tháng tới người tuổi Tân Sửu 1961 nổ lộc chúng lớn trả sạch nợ nần, rau nứt vách nhờ chú ý 3 điều này. Xin gửi lời chào thân thiết và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành và ủng hộ cho Tài Lộc TV. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, giàu có và thành công. Thưa cô bác Tân Sửu thân mến, nhiều người cho rằng tính cách quyết định số phận của con người. Bạn có thể không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc, nhưng nếu sở hữu tính cách vàng thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. Trong cuộc sống ai cũng mong mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, nhưng quan trọng bạn phải sống như thế nào thì mới nhận được những điều tốt đẹp như bạn mong muốn. Cô bác Tân Sửu biết không, làm người mà cứ sợ trước sợ sau, sợ tới sợ lui, lắm lúc cũng mệt. Nên nếu có điều gì bạn muốn làm, xin hãy cứ làm. Nếu cô bác không đủ vốn, hãy chắt chiu thêm. Nếu cô bác không đủ giỏi, hãy hăng say học hỏi. Đợi sự chín muồi, đợi điều kiện phấp phới, thì cũng là lúc mạnh dạn can đảm mà bước một bước dài, cho tương lai đợi chờ ở phía xa. Quan trọng là cô bác phải có kế hoạch mà hiện thực hóa cái ước mong của mình. Mới đây giới tử vi học có hé lộ, trong số 12 con giáp có tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là con giáp có căn số phú quý, được trời sinh tính cách tuyệt vời. Dù cuộc sống khó khăn hay sung túc, họ vẫn luôn giữ lấy chữ tín làm trọng, biết giữ lời hứa và không bao giờ nói suông. Nhờ vậy mà cuộc sống tương lai gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng thành công. Đặc biệt, trong tháng 10-11 âm năm 2023 tới đây, con giáp này không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc mà còn có cuộc sống viên mãn đủ đầy. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi trăm bề, gặp thời chuyển vận đón thời giàu sang vinh hiển thịnh vượng. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc tình duyên sức khỏe và gia đạo của con giáp này sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về vận trình phú quý phát tài của bản mệnh để hiểu rõ hơn về cuộc đời của mình quý vị nhé! Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Luận theo âm dương cách. Những người tuổi Tân Sửu thường có trí thông minh cao và khả năng giao tiếp tốt. Họ luôn sẵn lòng tiên phong và đưa ra những ý tưởng đột phá trong nhiều lĩnh vực. Sự sáng tạo và tinh thần phiêu lưu giúp họ khám phá những điều mới mẻ, tạo ra những thành tựu đáng kể. Người tuổi Tân Sửu thường có khát vọng đạt được quyền lực và thành công về mặt tài chính. Họ có đam mê với việc kiếm tiền, thường đặt mục tiêu cao trong việc thu thập tài nguyên và xây dựng sự giàu có. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến tiền bạc mà còn đề cao sự thành công, uy tín trong công việc. Tính cách sôi nổi, vui vẻ và lạc quan của người tuổi Tân Sửu tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt. Họ thường có khả năng thu hút những người xung quanh. Sự lạc quan và tính hài hước của họ là nguồn năng lượng tích cực, tạo điểm sáng và tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. Thưa quý cô bác Tân Sửu, thường ta luôn tự hỏi liệu mình có số giàu hay không? Liệu mình có số hạnh phúc hay không? Liệu mình có cuộc đời thuận lợi may mắn, thọ cùng người hay không? Mải tự hỏi mà quên mất rằng mệnh số là thứ hư vô mờ mịt. Nghe điều tốt chưa chắc đã được hưởng, nghe điều xấu lắm lúc lại chán nản loạn tâm. Thay vì trông ở cái thứ hư vô mờ mịt, thay vì chờ đợi gửi gắm hy vọng vào chữ mệnh của đất trời xung quanh, hãy tự hỏi bản thân ta đã cố đủ nhiều hay chưa, bản thân ta đã nỗ lực chuyên cần hay chưa. Trên con đường mong muốn sự thành công, ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi, ta đã chảy bao nhiêu nước mắt, ta đã thao thức bao nhiêu đêm, ta đã mệt mỏi bao nhiêu ngày. Chân lý trong cuộc đời này lắm khi rất đơn giản. Của cải là do lao động mà có, muốn giàu mà không làm, lấy đâu ra. Trừ khi sinh ra là con cưng của số phận, triệu triệu người, mấy người là con cưng. Tình cảm yêu thương là do quan tâm mà dưỡng, do tiểu tiết mà thành. Cãi nhau hay không, nhường nhau hay không, nhịn nhau hay không, chia sẻ với nhau hay không, là do bản thân mình lựa chọn, chứ chẳng có vận mệnh nào cầm dao kề cổ bắt mình phải ngoại tình, chiến cả nhau. Chân lý đơn giản, nhưng lại khó làm. Cần tu tâm dưỡng tính, cần bản thân phải kiên trì kiên định. Và vì nó khó làm nên con người ta thường mặc kệ, gửi gắm niềm chờ mong vào mệnh số mờ mịt. Mà nào có hiểu, tương lai rốt cuộc chỉ là một cái quả kết từ cái nhân ta gieo lúc hiện giờ. Vậy nên, ở thời khắc mà cô bác thay đổi bản tâm, ở thời điểm cô bác thay đổi bản tính, ở phút giây cô bác chuyên tâm chú trọng, nỗ lực gieo mầm, chắc chắn khi đó trời đất sẽ xoay chuyển, vận mệnh sẽ đổi rời, cho cô bác cái quả của sự yên ấm, cái thành của sự tài lộc giàu sang. Thưa cô bác Tân Sửu thân mến, kim loại cần phải bị nung chảy trước khi có thể trở thành một thanh kiếm. Cuộc đời của một Tân Sửu cũng như vậy, sẽ cần phải nung chảy,
cần loại bỏ tạp chất, tức những nhân tố không đồng hành với mình, sau đó tạo hình tạo dáng, rồi mới trở thành một thứ quý giá mà mình muốn mong. Sự nung chảy này chú định sẵn cuộc đời của một Tân Sửu sẽ không dễ dàng. Thỉnh thoảng họ như khối kim loại thô, cần cuộc đời này rèn luyện. Nhưng cái sự thỉnh thoảng ý đã từ lâu lắm lắm rồi, chắc cũng phải chục năm về trước. Còn lắm lúc họ lại là lửa trong lò, tinh luyện mọi thứ mà họ tiếp xúc trong cuộc đời mình. Sự tinh luyện này đòi hỏi vô cùng nhiều kiên nhẫn, cũng đòi hỏi vô cùng nhiều mỏi mệt, lắm uất ức, cũng lắm ưu tư. Giản đơn vì người xung quanh không hiểu, người đồng hành không thấu, người kề cận không sẻ chia. Cô độc như ánh nến, tự cháy trong đêm tối vĩnh dạ. Nếu để cho một Tân Sửu tự sống thì là điều đơn giản và dễ dàng. Vì bản tính bẩm sinh của họ vốn là sự tự lập, kiêu hãnh, tự trọng và không muốn nhờ vả ai. Nhưng mệnh số điểm xuyết cho Tân Sửu đôi điều không thể buông bỏ là những trách nhiệm đè nặng lên vai, như xiềng xích quấn thân khiến họ không thể điềm nhiên mà tự lực tự cường. Họ như cái đầu tàu kéo theo đó cả trăm toa, như con trâu đầu đàn gồng gánh trên thân bao nhiêu là trách nhiệm. Nên cái con trâu hay xông xáo và đầy mạnh mẽ ở bên ngoài, lắm khi về nhà lại bạc nhược và chẳng thể kiên quyết, lắm lúc nằm thở dài nghĩ giá mình có thể vô tình hoặc ác một chút, đường đời này sẽ nhẹ nhàng hơn chăng. Chẳng có vấn đề gì với việc cô bác đang đi chậm rãi, hoặc cuộc đời cô bác không được tiến lẹ tiến mau. Chỉ cần cô bác không dừng lại, chỉ cần cô bác của hôm nay tốt hơn cô bác của ngày hôm qua, đấy đã là sự đang tiến bộ rồi. Tôi biết càng ngày cô bác sẽ càng khó để dứt bỏ những trách nhiệm cô bác đang chồng chéo trên vai. Càng ngày cô bác sẽ càng dễ phải đối mặt với những cảnh oái oăm, những con người vô tâm mà cô bác từng nghĩ chỉ tồn tại trên trong truyện sách hay phim ảnh. Nhưng cô bác đã qua rồi cái thời kỳ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Qua rồi cái thời kỳ có quyền bỏ đi, bỏ lại và lầm lũi một mình. Cho những điều mà Tân Sửu đang gánh, cho những thứ mà Tân Sửu đang kỳ vọng, cho những sợi xích quanh thân Tân Sửu đang đợi họ kéo dần đi lên. Mong cô bác luôn giữ được ngọn lửa lưu ly ở trong tâm, tự soi sáng cho bản thân, bơm cho mình thêm nhiệt tình và nhiệt huyết, rồi lại đương đầu với những thử thách mà mệnh số đã đặt ra cho mình. Hãy nhớ rằng không có một ai sinh ra là vĩ đại cả. Họ trưởng thành và trở nên vĩ đại dần lên. Cô bác có đủ khả năng để xử lý mọi vấn đề mà mệnh số vẽ ra trước mặt cán bộ. Thời kỳ khó khăn giản đơn là một giai đoạn để thức tỉnh tiềm năng trong bản thể của Tân Sửu, cũng như giúp Tân Sửu nhận thức và yêu lấy những góc tĩnh lặng của nhân sinh. Với 1961, điểm chuyển vận hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu 2023 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái hoặc còn mệt hơn năm ngoái. Thì nay những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho 1961 trong 2 tháng 10-11 âm này rồi. Nên muộn còn hơn không, cuối cùng cũng có thuận lợi may mắn còn hơn cứ mãi bươn trải tự thân. Không cần nói gì nhiều vì đường 1961 đi họ đã tự quyết xong xuôi cả rồi. Vậy thì cứ đi thôi. Quý cô bác Tân Sửu, thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi. Vậy cô bác đang có cuộc sống như thế nào? Có đúng như cô bác mong muốn? Trước để tôi đoán nhé, có lẽ là không, có thể có một chút suy tư, một chút phiền muộn hoặc cũng có thể khổ sở, đau đớn đến tột cùng. Dẫu có như thế nào thì hữu duyên, chúng ta gặp nhau ở đây. Chúng ta cùng nhau gửi đến lời động viên, lời hỏi thăm đến những cô bác đồng niên cùng tuổi nhá. Nếu có khó khăn gì thì hãy để lại một bình luận, Tài Lộc TV sẽ đồng hành và lắng nghe, san sẻ cùng quý cô bác. Vậy người tuổi Tân Sửu sẽ có tháng 10 tháng 11 âm năm 2023 như thế nào? Và ngay sau đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần luận giải tổng quan tử vi chi tiết. Người tuổi Tân Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp. Khả năng làm việc độc lập tốt giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn. Chỉ khi có lòng tin, sự công bằng và làm việc công khai thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân. Người tuổi Tân Sửu không hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật, cũng khó làm việc được trong môi trường phức tạp, cần đến sự khéo léo và linh hoạt. Họ cần có công việc ổn định và nhiều cảm hứng. Sự kiên nhẫn là điểm mạnh của họ trong công việc.
Khi đã chuyên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt khi được mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc trách nhiệm đó khiến họ có thể đảm nhận những công việc mà người khác khó lòng làm được. Dựa vào những tính toán cung mệnh của 12 con giáp, thầy tử vi Tài Lộc TV nhận định tháng 10-11 âm năm nay, vận khí của người tuổi Tân Sửu có bước tăng vọt khiến không ít người phải trầm trồ và thán phục. Những người cầm tinh con trâu là người thực tế, kiên định, trung thành và đáng tin cậy. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ trải qua thời kỳ sung túc về tài lộc. Tân Sửu có thể được đền đáp xứng đáng bằng một khoản đầu tư hoặc một cơ hội kiếm tiền bất ngờ. Ngoài ra, sẽ có những cơ hội mới trong công việc, mang đến cơ hội thăng tiến, tăng lương. Đây đều là những điều cô bác hoàn toàn xứng đáng được nhận sau quá trình nỗ lực miệt mài. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu cũng cần giữ thái độ thận trọng, tránh những rủi ro do sự chủ quan mù quáng của bản thân. Dù có mải mê với công việc đến đâu, cô bác cũng nên chú ý đến sức khỏe cũng như các mối quan hệ gia đình, tình cảm. Chỉ khi duy trì sự cân bằng bên trong và bên ngoài, cô bác mới có đủ động lực để theo đuổi điều mình muốn. Luận về công việc, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 10-11 âm này. Nếu các bác có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân thì khả năng được cất nhắc là rất cao. Tam hội chiếu mệnh, các quan hệ xã giao thuận lợi giúp cô bác gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người cô bác đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho cô bác những cơ hội công việc rất triển vọng. Nếu dám nắm bắt và chịu bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái được thành công. Cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu, cô bác làm gì cũng thấy hăng hái và tích cực, đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm. Hơn thế, cô bác là người rất thông minh và ham học hỏi nên dễ nhận được sự yêu mến của lãnh đạo, có người thậm chí còn được trọng thưởng. Với những ai đi xin việc, cô bác cũng dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng nhờ khả năng giao tiếp khéo léo, hấp dẫn cùng kinh nghiệm phong phú của mình. Về tài lộc tiền bạc, túi tiền của người tuổi Tân Sửu cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế, cô bác cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để cô bác đưa ra các quyết định hợp tác, làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì cô bác nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì cô bác cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì cô bác sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với cô bác, khiến cô bác có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an, song cô bác không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan. Cô bác có thể trao đổi, tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 10-11 tuổi Tân Sửu âm lịch, thời gian này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, người tuổi Tân Sửu dễ vướng phải họa huyết quang, vì thế mà các bác cần phải cực kỳ quan tâm đến phương diện sức khỏe. Hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh những sự cố không đáng có. Việc tập thể dục thể thao cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình, chớ tập luyện quá sức kẻo phản tác dụng. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, cô bác cũng cần lập tức khám chữa ngay, không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng, khiến bệnh ngày càng trở nặng. Đến lúc đó, sức khỏe vừa tổn hại lại vừa phải tốn thêm nhiều tiền để cứu chữa. Về tình duyên, gia đạo, người tuổi Tân Sửu cũng luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc trong tháng này. Nửa kia của cô bác là người dịu dàng và thấu hiểu, nên cô bác luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp cô bác gỡ rối, vừa giúp cô bác có thêm động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cùng hạ cái tôi của mình xuống nên mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải. Với người độc thân, cô bác có thể được người nhà hoặc bạn bè thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hai người trò chuyện hợp nhau ngay từ những lần đầu tiếp xúc, đây chính là một dấu hiệu rất đáng mừng, báo hiệu nhiều niềm vui khác sẽ đến vào sau này đấy. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ rộng rãi, cô bác cũng có thể tự gặp được người phù hợp qua những buổi xã giao. Cứ tự tin kéo gần khoảng cách với đối phương, sự chân thành của bạn có thể khiến người ấy cảm động.
Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Tân Sửu theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 10 âm lịch, nguyệt lệnh Quý Hợi. Dương lịch từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến 12 tháng 12 năm 2023. Thiên can Quý Thủy. Địa chi Hợi Thủy. Đặc trưng âm khí sinh vượng. Thái tuế vận, thiên can tương đồng, địa chi bán hợp. Tử vi tháng 10 của 12 con giáp cho biết, tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc nhưng mãi không thấy xong vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm. Có cảm giác cô bác bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp. Thế nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn, kinh doanh của cô bác đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhiều việc tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều cô bác mong muốn và nên nói ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Tam hội nâng đỡ để con giáp tuổi Tân Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên, với lĩnh vực mà cô bác không hiểu rõ thì cứ từ tốn, chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất bạch bay về cung chính đông báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác, mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Tân Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để cô bác triển khai. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều bao gồm cả chi tiền cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của cô bác một số tiền kha khá. Thời gian này bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư, tiết kiệm. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Bạn muốn hiểu rõ việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn. Tử vi tháng 11 âm lịch, nguyệt lệnh Giáp Tý. Dương lịch từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thiên can Giáp Mộc. Địa chi Ý Thủy. Đặc trưng dương khí khai sinh. Thái tuế vận, thiên can tương sinh, địa chi phạm hình. Bản mệnh là người xuất sắc nhưng đừng vì thế mà tự đề cao quá bản thân. Nhất là tháng 11 âm lịch này, ngũ hành xung khắc khiến những rào cản trong suy nghĩ làm cho nhiều người tuổi Tân Sửu giới hạn bản thân trong những khuôn mẫu không đáng có. Thực ra, cô bác thường xuyên muốn thoái lưu khi ai đó cố tình phủ nhận năng lực của bạn. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu một khi đã muốn liều lĩnh hơn một chút thì việc hỏi ý kiến sẽ nhận về thông tin trái chiều là điều dễ hiểu vì hầu hết mọi người thích sự an toàn. Ngoài ra, khi Tam Bích nhập cung chính Tây, dự báo những rắc rối đang quẩn quanh mệnh chủ. Đừng chiến đấu với bất kỳ ai trong tháng này, đặc biệt tránh các trận chiến pháp lý và không tham gia những việc có vẻ mờ ám. Nếu con giáp tuổi Tân Sửu không sớm tìm cách để giải quyết một cách triệt để, những hệ lụy của chúng sẽ rất khó lường. Vậy nên vạch ra từng công việc cụ thể để từng bước xử lý nó. Chỉ cần tiếp tục suy nghĩ một cách tích cực, rắc rối có thể trở thành những bài học kinh nghiệm quý giá. Thời gian này đừng quên rằng sự tôn trọng giữa các ý kiến cá nhân luôn là cần thiết, đừng quá tự kiêu và cho là mình đúng. Đương nhiên, cô bác cũng không cần phải căng thẳng khi những mâu thuẫn nho nhỏ xuất hiện, bởi có thể căng thẳng lại giúp giải quyết tốt những vấn đề đang tồn tại. Có chính tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Nếu ai biết tận dụng cơ hội tốt có thể gặt hái nhiều thành công, thắng lợi ở khía cạnh công việc của mình. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn sẽ được ghi nhận và thậm chí nhận được tiền thưởng nhờ thành tích của mình. Thế nhưng xem ra con giáp tuổi Tân Sửu đã quá thận trọng nên lợi nhuận không quá nhiều. Lý do là cô bác cũng không vững tin về những thông tin mình đang có nên có chút thiếu tự tin. Một số người tuổi Tân Sửu thời gian này dù đã có những thành quả nhất định nhưng vẫn có chút lưỡng lự và hồ nghi, không dám mạnh tay để đầu tư, kinh doanh. Lời khuyên là cô bác nên phân bổ khoản tiền đầu tư của mình hợp lý để luôn có một phần tiền cho đầu tư an toàn và một phần cho đầu tư có lãi suất cao đồng nghĩa rủi ro cũng cao hơn. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Tân Sửu sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Tân Sửu dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân,
Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến nhưng bù lại họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. 2. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Sửu. Tốt nhất là không nên hợp tác, bởi tính cách cả hai đều không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh. Nếu vẫn muốn hợp tác thì nên phát triển ngành nông nghiệp là tốt nhất. 3. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Dần. Người tuổi Sửu cũng không nên hợp tác với người tuổi Dần, đa phần vì cách nhìn nhận và suy nghĩ không giống nhau, dẫn tới nhiều mâu thuẫn. Rốt cuộc hầu hết người tuổi Dần sẽ là người ra đi trước. 4. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Mão. Có thể hợp tác nhưng kết cục cũng không tốt cho lắm. Đôi bên không có sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau, mối quan hệ chỉ tồn tại dựa trên sự lợi dụng nhau mà thôi. 5. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Thìn. Có thể hợp tác trong thời gian ngắn, còn về lâu về dài thì không nên, mỗi người một ý, ai cũng cho mình là đúng, dần dần nảy sinh mâu thuẫn và tan rã. 6. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Tỵ. Tốt nhất là không nên hợp tác cộng sự. Cả hai bên đều không có sự nhẫn nại, bằng mặt nhưng không bằng lòng, bề ngoài thì vui vẻ nhưng trong lòng lại không muốn. 7. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Ngọ. Hợp tác với người này khá tốt, cả hai cùng chăm chỉ làm việc, tính tình cởi mở, sự nghiệp chắc chắn sẽ phát triển. 8. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Mùi. Tuyệt đối không thể hợp tác, cả hai bên đều không thể cùng làm việc với nhau. 9. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Thân. Chắc chắn là không nên hợp tác nếu không người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều bất lợi vì phải phụ thuộc nhiều vào người tuổi Thân, thường bị người tuổi Thân lợi dụng. 10. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Dậu. Có thể hợp tác nhưng chi thì nhiều nhưng thu lại chẳng bao nhiêu, người tuổi Sửu thì không tin tưởng người tuổi Dậu, trong lòng cảm thấy người tuổi Dậu cũng khá lợi hại nhưng vẫn không muốn tin. 11. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Tuất. Không thể tiến hành hợp tác bởi vì cả đôi bên đều không có cảm tình với nhau. 12. Người tuổi Tân Sửu với tuổi Hợi. Có thể hợp tác một cách ăn ý, tuổi Hợi giúp đỡ tuổi Sửu khá nhiều, đồng thời người tuổi Sửu cũng có đủ năng lực làm việc để người tuổi Hợi tin phục. Vậy là xem đến đây thì cô bác đã biết được vận trình của người tuổi Tân Sửu đúng 2 tháng tới. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa quý cô bác thân mến, qua mỗi video, Tài Lộc TV luôn muốn gửi gắm đến quý cô bác một điều gì đó để giúp cho quý cô bác tốt hơn. Quý cô bác hãy tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời cổ nhân dạy về, cho đi là một niềm hạnh phúc, càng là một sự hàm ơn. Người xưa có câu, hành thiện tối nhạc, làm việc thiện là vui sướng nhất. Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ, khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an, không vui vẻ nổi, nội tâm cũng không thoải mái. Còn nếu làm việc thiện không vì điều kiện gì thì trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của sự cho đi. Một số người cho rằng, phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể cho đi. Nhưng kỳ thực, ngay cả khi chúng ta không có những thứ vật chất ấy, chúng ta vẫn có thể cho đi một cách rất ý nghĩa và hữu ích. Đôi khi chỉ một lời nói động viên khích lệ, một cái nhìn hay một nụ cười ấm áp là chúng ta đã có thể chuyển một người buồn thành một người vui vẻ. Thậm chí chỉ bằng những cử chỉ nhỏ ấy, chúng ta đã có thể cảm hóa được một người ác thành người lương thiện hơn. Tại một số nơi trên thế giới, người ta không chỉ cho đi một cách tự nguyện mà nó còn được xem là một nguyên tắc ngầm để quy định mọi người. Câu chuyện của người Do Thái. Ở vùng nông thôn của đất nước Israel, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chín, người ta sẽ để lại phần hoa quả ở 4 góc ruộng mà không thu hoạch. Bạn có biết vì sao không? Đó là phần hoa màu người ta để lại và bất kể ai cũng có quyền hưởng thụ. Họ cho rằng, Thiên Chúa đã ban cho người dân Do Thái vốn trải qua nhiều tai nạn nay được sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Vì thế, họ để lại hoa màu ở 4 góc ruộng với ý nghĩa tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho họ cuộc sống như ngày hôm nay, cũng vừa là để cung cấp thức ăn cho những người đói khổ đi ngang qua vùng đất. Hoa màu là bản thân mình trồng được, giữ lại một chút cho người khác hưởng thụ, đó chính là sự chia sẻ, sự cho đi vô điều kiện. Họ cho rằng, cho đi, chia sẻ là một sự cảm ơn, một niềm hạnh phúc và càng là một thứ đạo đức tốt đẹp của con người thế gian. Ngoài ra, hàng năm, người Do Thái đều tổ chức lễ hội Hanukkah, lễ hội ánh sáng để gợi nhớ về sự sung túc. Vào dịp này, họ sẽ ở bên người thân và bạn bè tề tựu quanh một đài có nhiều nhánh để cắm nến mỗi đêm. Họ vừa thắp nến và vừa cầu nguyện.
Người Do Thái cho rằng sống với cảm giác sung túc khiến họ hạnh phúc hơn cả về vật chất và tinh thần. Và từ xưa đến nay, người Do Thái vẫn luôn được dạy dỗ để tiếp nhận quan niệm này. Quan niệm sung túc của người Do Thái còn được thể hiện trong các điều răn, khuyên yêu thương người khác như yêu chính mình. Đó là bởi vì tổ tiên người Do Thái đều trải qua sự đau khổ và kiếp nô lệ. Nếu không có sự rộng lượng từ những người hàng xóm, từ những người lạ mặt và từ Thiên Chúa thì không ai có thể tồn tại được. Vì thế, họ quan niệm rằng, cho đi đơn giản là việc đúng đắn cần làm, giống như lời của một vị giáo trưởng Do Thái nổi tiếng đã nói, không ai nghèo đi khi làm từ thiện cả. Câu chuyện ở vùng nông thôn Hàn Quốc, nguyên tắc ngầm về sự cho đi này không phải là chuyện độc nhất của người Do Thái mà nó cũng xảy ra ở đất nước Hàn Quốc. Ở ven đường của vùng nông thôn phía Bắc Hàn Quốc có rất nhiều vườn hồng. Đến mùa thu hoạch, những người nông dân nơi đây đều để lại những trái hồng chín mọng ở trên cây. Vì thế, những trái hồng vừa to vừa chín mọng ở trên cây đã tạo thành một con đường có phong cảnh vô cùng đẹp. Du khách đi qua nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con đường và vẻ quyến rũ của những trái hồng to chín mọng. Người dân địa phương ở đây nói rằng, cho dù những trái hồng có to đến cỡ nào đi nữa, có ngon đến cỡ nào đi nữa, họ cũng lưu lại để làm thức ăn cho chim hỉ thước. Vì sao lại có tập quán như vậy? Nguyên lai, nơi này là nơi mà chim hỉ thước thường xuyên dừng lại. Mỗi khi mùa đông đến, chim hỉ thước đều kéo đến đây, xây tổ trên những cây hồng và sống sót qua mùa đông giá rét. Năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết lại rơi rất nhiều. Hàng trăm chú chim hỉ thước vì không kiếm được thức ăn, lại lạnh giá nên trong một đêm mà chết hết. Mùa xuân năm sau, những cây hồng ở đây lại nảy mầm xanh non, ra hoa và kết quả. Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nhiên côn trùng từ đâu đến tạo thành một loại dịch họa, khiến cho năm đó hồng gần như không còn quả nào. Từ đó về sau, mỗi năm đến mùa thu hoạch hồng chín, người dân nơi đây lại để lại một số hồng chín, làm thức ăn cho chim hỉ thước ăn qua mùa đông. Những trái hồng trên cây vừa to vừa ngon, hấp dẫn rất nhiều đàn chim hỉ thước đến nơi đây sinh sống qua mùa đông. Chim hỉ thước dường như cũng biết ơn con người, đến mùa xuân, chúng không vội vã bay đi mà ở lại bắt sâu cho cây, cứ như thế năm nào cây hồng cũng cho ra những quả hồng chín mọng ngon ngọt. Kỳ thực, cho người khác một con đường sống, thường thường cũng là cho mình sự hy vọng và cơ hội sinh tồn. Hết thảy giới tự nhiên đều là sống dựa vào nhau, nhờ vào nhau mà sống. Cổ nhân cũng từng dạy, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tức là một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Cho đi là một sự khoái hoạt, vui vẻ, bởi vì cho đi không phải là hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là một niềm hạnh phúc, bởi vì cho đi càng có thể khiến tâm linh mình tốt đẹp. Nếu có thể, hãy nguyện ý cho đi nhiều hơn. Cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo.